Hiếu xin chào bà con cô bác trên màn nhỏ. Hôm nay bô quay ớt 125 á, cái mẫu của quay ớt 150G 150 phun trà 2 á, nó về nè. Cái bô này bán chiều 250. Còn cái bô quay Thái là 98 á, cái mẫu giống như là quanh pha lóc đen á, cũng chiều 250. Đây là bô TS 341 2543 ANF. 125, còn bên đây là 100. Rồi, trước tiên là cái dĩ bô đi. Cái dĩ bô quy 2010 gắn vô cái bô này luôn. Là ở đây mình còn một dĩ bô inox nữa là hết rồi. Một dĩ bô inox này là 300.000. Mình còn cái một hết trơn à. Lâu lắm mới có nữa, dĩ bô này nè, 300.000. Rồi, cái tiếp theo là cái bô. Tiếp theo là cái bô quy 105. Tem đây. Đó, nó xi đẹp lắm. Não cũng hay nữa, vô phu trà. Quay ớt 150G, 150 phu trà 2, phu trà neo và phu trà ít. Bô thì gan bô theo xe mình vậy đó. Đâu khác gì đâu, có cái bô Thái vậy thôi. Nó xi là mặt phải nè, rồi xi mặt trái luôn nha. Rồi xi mặt dưới luôn, đều nguyên cây luôn á. Rồi bô đẹp gì đó. Là cái giá là 1.250.000 là chưa tính tiền ship. Thì bà con lưu ý là tất cả các món phụ tùng bên mình bán đều không có bao ship nha bà con nha. Bà con vui lòng trả tiền ship giùm tụi em nha. Bị cái giá này em nới hơn thị trường rồi. Bây giờ thị trường bà con gớ vô cái bô này là 1.400.000. Mình bên mình bán 1.250.000 à. Nói chung là mình bán giá tốt hơn người ta. Để mình lấy cái số lượng. Nè, cái cần cổ nó sẽ có hai cái lỗ để bắt hai con ốc đây, cổ bô nè, hai con ốc là để bắt cái dĩ vô. Rồi cái bô không á thì chưa có dĩ gì chân là chiều 250. Hai cái dĩ này nó sẽ xài chung với phu chờ neo nha. Phu chờ neo với phu chờ hai là mua mấy cái đó gắn vô. Còn em muốn mua cái dĩ Thái này em còn chỉ một. Rồi cái bô này cho qua đi, nó hay lắm, chiều 250, tem Thái rồi này kia, 1.250.000 không bao ship nha. KBH của bác ha, sản xuất 2024 luôn, ghê vậy, qua tháng 1 24 luôn nè, mới về. Thường thường ở nhà máy người ta sản xuất 2-3 tháng nó mới về tới đây, 20 tháng nó mới tới tay người tiêu dùng. Cái này cũng 24 luôn nè, ghê vậy, tháng 4 tháng 1 nè, đầu năm. Cái, đây là cái bô TS 341 2543 NF100 NF100 của bô quay Thái 98 này. TS 341 543 NF100 Honda. Đó, xi mặt ngoài, mặt trái, mặt phải. Mà cái bô này là cái cổ xi nha, không phải cổ đen như nãy nha, bô cổ xi luôn. Chúng ta gắn vô quanh pha lốc trắng, quanh pha lốc đen, quanh Thái 98 98, 99, 2000, quanh 204. Nói chung là vô vòng quay nhỏ đó, quanh pha lốc trắng, lốc đen là được hết. Vô quanh Thái 98. Rồi, cái bô này là 1.250.000, là không bao ship nha các bác nha, lưu ý phần đó giùm em. 1.250.000 rồi cho qua luôn, cộng thêm phí ship vài chục ngàn đó. Cái phí tiền ship nè, tùy theo địa phương xa gần mà chúng ta 30, 40, 50, tùy theo xa gần. Rồi cho qua luôn. Rồi bô quay Thái 110 Dixi 1.300.000, bô quay Thái 110 đó, Dixi này chiều qua nè, xì sáng đẹp, nổ hay lắm á. Em có cái clip test cái này à, để em gáp cái clip test cái bô Dixi nha. Bô Dixi em gắn lên xe test cho anh ta nè, để em gáp vô cho bà con nghe tiếng. Đây cái bô 110 bô Dixi nè, bô của tụi em bán đây, bô TS 341 2543 là 110, nổ rất là hay. Đó thì tiếng bô nổ hay giòn đó, bà con nghe không? Mình xài thời gian nó hay giòn nữa. Còn bà cái bô này, cái bô đít đen bà con muốn, đít đen bà con muốn giòn. Nó không tiêu ngắn, không phải tiêu dài nha.
mà con muốn nổ hay thì là lấy mỡ bò chét vô cái cỏ vô á, từ từ mỡ bò nó bắn ra, từ từ nó dày là nó ấm lên. Mới xài thì nó chưa ấm bằng bô theo xe đâu. Chúng ta đợi chét mỡ bò vô cỏ vô, từ từ mỡ bò nó vô đóng khói vô đó, dính khói nó dày lên, nó ấm lên, nó giòn lên. Bô rồi, cái bô đít đen á là 1,4 triệu, còn bô đít xi là 1,3 triệu, đít đen nó mắc hơn. TS 341 2543 NF110 nè, thấy không? Bên đây cũng vậy, đây ghen vậy. Còn cái đách đời bô có nó xe không có đách đời ở trên cái bô đàng hoàng nha, còn bô không có đách đời là bô giả, bô nhái nha bà con nha. Nó đách đời nè, bữa nay sản xuất 24 luôn hả, ghê vậy. 23 cái này là 23 nè, cái bên đây là 23, cái bên đây là 24. Rồi hai cái bô 110 này cho qua đó, bà con là gắn vô qua 110 Thái nha, gắn qua 110 Thái 99-2000 đều sử dụng được. Ai thích cái đít đen á thì đợi 2000, cái đít xi thì đợi 99. Rồi còn muốn gắn vô qua Alpha thì bà con lấy cái nồi dẻ nồi lao bà con đỡ với gạch đó, rồi cầm cái bô vọng xuống, cầm phương thức vọng như vậy nè, rồi nó thun cái cổ lại, nó cong cái cần cổ lại, nó cong cần cổ lại chút xíu sẽ gắn vô qua Alpha lốc trắng lốc đen được nha. Rồi đỡ đó đi, đừng coi lại. Rồi xuống đây, xuống đây. 23 xuống 23 mà sao ớt cuối cùng đó. Đây à. Vỏ. Quay đầu mới vô bà con. Cái ca nó đá đợi xa xa ra, cái ào à. Vỏ này là vỏ quay y 2010. Vỏ quay 2010 nó giống như rim 105, nó y gan vậy đó, nó không khác gì cho nó khác cái bằng chỉ thôi, thằng kia màu xanh, thằng này màu vàng vậy thôi. Thằng rim 105 cái chỉ này màu xanh, này màu vàng, y gan luôn, từ gai bọng vậy ra. Rim 125 thì bên mình không có bán, mình bán vỏ quay 2010. Vỏ quay 2010 bên mình bán hôm nay là giá 850 thôi. Bút lông đây. 850 cái giá dễ xài dữ dữ dằn luôn. Đây là vỏ IGC của Thái Lan. IGC Thái Lan tuổi thọ dài rất là bền nha, với mềm mại mịn lắm, đã lắm. Rồi chúng ta vô qua 110 Thái là nhức nách, qua Alpha lốc trắng lốc đen, qua 110 Thái với ít qua Alpha cộng rồi đó. Đây là phiên bản vỏ nhỏ, trước vỏ 225, vỏ sau 250. Trước là 60%, sau 70-90. Rồi vỏ IGC Thái Lan để quay thử Thái Lan cho bà con nè, trước là 60% đây. Nè, mở dành Thái Lan này không? Đó, vỏ IGC Thái Lan xịn, cho nên là xài là bao bền khó bàn luôn, IGC mềm mại, ruột. Vỏ là phải có ruột. Ruột thì ở đây sẽ bán có ruột 225 và ruột 250, lấy cái ruột đỏ. Ruột đỏ với ruột xanh, thấy thì thấy đi, khỏi khui cũng được. Ruột thì em quay hoài đó. Rồi hôm nay vỏ này chỉ 850 thôi bà con, nhanh tay em còn 3 cặp nữa hết, không có nhiều. À, ruột thì sẽ có ruột 225 và ruột 250. Nè, anh bà con mua để vô vỏ trước. Màu làng mắc cười quá, cái ruột người ta sẽ có logo nhiều màu, đầu đỏ, màu xanh, bán ông kia quay cái vỏ màu xanh tới chừng giao cái vỏ màu đỏ, ông không chịu lấy. Nó sẽ có logo nhiều màu, bà con yêu cầu dạch ra mang danh Thái Lan là lụm. Đây, Thái Lan đây. Ruột này rất là dày, rồi một ruột ruột xịn này á, là một cái là 120.000 chứ không phải như mấy cái ruột lô nha. Mấy ruột IGC lô á, IGC lô thì có 40-50 ngàn à, mà bên em không có bán nha, 45 ngàn không có bán. Bán ruột xịn Thái Lan xịn 120.000 một cái. Rồi bà con thấy có mua cặp vỏ và cặp ruột này gắn vô xe qua trên mà con Khoa đầu chơi xài bao bền khỏi bàn. Nếu mà chúng ta đi gần cái vỏ này đi từ 30.000 cây. Rồi cho xuống đây. Khí hậu anh Khoa, hôm nay quay đầu mới không đi rồi. Lúc sau thôi đưa hai gấp anh luôn. Khí hậu anh Khoa chân ngắn. Có mấy cặp bán cho bà con đây. Một cặp khí hậu anh Khoa chân ngắn
hàng zin gõ xe trái và phải sẽ là 200.000 một cặp nè. Bộ hỏi mới có làm bởi cây đó, bên trong nó có mướp á, có mướp xúc đệm trong đây nè, nó đệm không rung lắc. Tiếng hào alpha chân ngắn zin nó sẽ có cái chân lắc cơ đầy đủ nè, chân ốc và thun luôn, là ba món đầy đủ cho bà con giờ xài luôn. Đây là hàng zin chưa xài nha, hàng zin từ trong hết ra, tức là ba kiến này người ta không có xài á, những cái xe mà người ta lên kiến kiểu á, người ta xài kiến kiểu á, cho nên người ta không cần từ trong hết luôn, người ta không cần lấy kiến này luôn, người ta sẽ bán cho bên ngoài, rồi bên ngoài rồi mình mua lại bán cho bà con cô bác vậy thôi, chưa xài luôn, kiến từ trên xe xuống xe mới chưa xài luôn. Rồi kiến chân ngắn 10 ly là thông dụng tất cả dòng xe, tới cả Honda. Honda thì nói chung là xe nào vô cũng được. Đợi chút đi tính. Cái đó nhiều tiền. Không bớt nữa. Bớt nó không có lời đâu. Cái đó không có lời nhiều chứ. Rồi cặp kiến này cho qua đây. Đó, kiến đó là 200.000 cặp nghe bà con ha. Còn ít cặp nó là xong phim. Lâu lắm mới có hàng lại, giống như ba cái phuộc full LED đó, hết hàng luôn rồi. Phuộc sao AB cũng hết hàng luôn, phuộc sao cho mời bỏ mẫu, em nghĩ mua luôn bắt cũng được. Rồi cái này là ở đây em sẽ có hai cái gấp, gấp Thái Lan xịn, gấp là gấp hộp không nha. Gấp là nó về gấp hộp, một hộp là một cây vậy không đó. Chị từ bán ông luôn này, tiền ship ông trả. Bớt 50.000 đó. Rồi, xong khỏi nó nhiều đó. Rồi đây là cái gấp quy 2010, chúng ta sẽ gắn phu chờ neo, phu chỉ ít và phu chờ neo được. Quy y thì 206, 07, 08, 09, 010, 11. Nhưng mà gấp này là màu trắng, màu bạc nha, không phải màu xám nha. Phu chờ neo màu xám em không có, bán đầu hãng phu chờ neo thì 800.000 à. Rồi đây là cái gấp nè, gấp mới nè, màu bạc thì 1.1 triệu nha. Giá lúc trước 1.2 triệu, sau này em bán 1.1 triệu cho hết đồ luôn. Còn đây là gấp phu chờ 2, nó sẽ có cửa nè. Phu chờ 2 với QS 125 là vô, nhưng mà nó có cái cửa ở đây để nó gắn cái má đùm quyền thoại của nó đó, cái má đùm của nó nè. Nó gài vô như vậy. Rồi cái gấp này cũng là 1.1 triệu luôn nha, mấy cái cặt tre của nó hết trơn rồi. 1.1 triệu. Rồi hàng zin mới 1.1 triệu một cây. Rồi cái này cho qua đi. Thì gấp này còn ít cây nữa là xong phê hết đâu, sau này không lấy nữa đó. Lấy những cái nào mà bán chạy hàng thì sau này mình sẽ lấy. Giống như cái ống dây điện này nè, sau này hiện giờ là còn 5 sợi thì bán hết sẽ không lấy nữa. Dây điện sườn có quay 110 mới Thái Lan KFL 8500 đàng hoàng nha. Hàng mình là hàng xịn, hàng riêng thì thị trường bán tới 1.250.000 nữa. Thì bên mình xả hàng ra bán 1 triệu lấy tiền lại hết, nghỉ mua luôn. Xả hàng luôn. Đó, hàng Thái Lan vàng khè vậy không đó. Quá em. Rồi cộng dây điện sườn có quay 110, cầu chì đồ zin nè. Em bán 1 triệu thu tiền lấy còn 5 bộ nữa hết trơn nha bà con ha. KFL 850. Còn 5 cái nó hết luôn. Rồi hết là clip này nhiêu đây bà con cô bác ha. Hẹn bà con cô bác lại clip sau nha.